chào các bạn nha. Thì bây giờ mình đang ở trên đường Nguyễn Du, và mình mới vừa rẽ từ đường Tái á, hay vô đường Nguyễn Nghiêm á, mình rẽ vào đường Nguyễn Du nha. Và bây giờ hôm nay mình sẽ làm một cái video là mình quay lại con đường Nguyễn Du và coi thì trên cái con đường này có những cái gì nha. Đó thì ra sẽ có một cái chi hội cổ hội thánh Tin Lành. Chỗ này thì có những quán ăn vặt nha các bạn. Ông Phúc rồi bánh tráng trộn á, đây các bạn thấy cái quán trước không? Bên trái này. Đó, cái quán này đang cũng đông lắm á. Bữa nay 29 rồi là vẫn bán. Cái đường này là con đường mà sẽ chạy xuống trường trung học cơ sở Nguyễn Nghiêm hồi xưa nha các bạn. Và đi thẳng xuống luôn á là sẽ gặp lên đường Vinh Ga. Có một cái ngã ba đó, bên trái là các bạn đi xuống ga, còn bên phải để bằng rẽ đi cho chỗ Xuân Nhơn á. Cái đường này nó cũng ngắn thôi, không có dài đâu. Đó, đây là trường Nguyễn Nghiêm hồi xưa nè các bạn. Mình hồi đi học cũng đặt xe đạp đi, miết ngày nào cũng đi. Bữa nay sửa lại thành trường tiểu học thị trấn Đức Phổ nha các bạn. Nguyễn Nghiêm là sẽ chuyển lên cái đoạn phía trên, chuyển lên ngay chỗ cái sân vận động hồi xưa đó.